quân tung hoành ngang dọc miền quê nhà trong cơn hiểm nguy, miền dân Việt miền man đớn đau, máu trong tim nóng dâng cao, quyết ra tay giết lũ gian tà. Tài điều binh chớp nhoáng khiến quân Tây bao lần tan vỡ, hào hùng gây tiếng vang từ các nơi anh hùng quy tụ, cùng chung lòng đi theo gốc cờ. Vì quê nhà xương tan máu rơi, đã hy sinh tấm thân mình, quyết ghi tâm nhớ nước thù nhà. Tay cầm gương điều binh nơi vùng sông nước, doanh muôn vua, liều danh muôn vua, nhặt pháo đốt tàu chiến giặc Pháp ra trò. Trong hiểm nguy lòng trai không hề nao núng, quân Việt xa khiếp uy nghe tiếng anh hùng, nguyện chung sức vì quê nhà sông pha chinh chiến, đất Kiên Giang phá tan thành giặc Pháp gian tà. Vào thời gian chống Pháp khắp quê hương lan tràn sương khói, vì dân đứng lên dùng đức tâm không ngừng kêu gọi, hai anh hùng dân Nam khắp nơi vì quê nhà mà đi đấu tranh, xóa tan nhanh đám xâm lăng, lũ Việt gian tàn phá non sông. Những tiếc thương vô cùng người anh hùng, anh hùng nhược ngộ vô dũng địa, báo hận thâm cừu bất đãi thiên. Sống chung, sống mà cho nó thoải mái rộng rãi lên để cầu thuyến nha. Hôm nay thì ở đây quý vị thấy là lăng đền hay là không phải là chùa, không phải là chùa, nhưng mà cái đền hay là cái trại hay là cái nhà đó như thế thì quý cô đã lên hoài nha, lên hoài nhiều là có cúng cái gì cũng về đây này cái nọ, nhưng mà thầy cúi đầu xin sám hối với tất cả quý cô và cầu mong hết tất cả ông bà cô bác cô chú chị ráng đo tu bổ, vì cái máy của mình nó muốn rơi rồi thì mình phải tu bổ để lấy lợi một phần nào. Xin kính thưa quý vị, ngày nay là ngày 28 tháng 8, ngày kỷ niệm của tất cả các vị anh hùng cứu quốc, đó là Nguyễn Trung Trực, ông đầu đội dây mang đất nước của chúng ta được thịnh, mà ngày nay được như thế này ngủ yên không bị pháo bắn hay là chiến tranh khốc liệt thì cũng nhờ tất cả các vị anh hùng. Thì mình phải ráng lo tu đầu đội dây mang, không phải đem quà lên mà cúng đầy đàn vậy, mình phải cố gắng thực tập giống y như ông vậy. Coi vậy chứ ông hiền lắm đó nè, hiền thân Nguyễn Trung Trực, ông hiền lắm, mình giữ đó. Cho nên hôm nay xin kính thưa quý vị, anh em của mình phải ráng tập nha, tập cho tốt nha, chứ không phải đi tu mà bỏ cha bỏ mẹ vợ con. Tu quốc dương không cấm vợ chồng sinh con để cháu nối dòng năm ban, có nghĩa là mình không có bỏ. Nữ cũng vậy, nam cũng vậy, rạng ngời nha, người tu mà tốt vững tinh thần nha, mà không có sai gì đó, cặp mắt không láo liệt, thần khí rất là hồng hào mãnh liệt, nói cũng vậy, cứng cắn, lời nói rõ ràng, không có lập cập bừa bãi. Thực tập để bảo tố qua đây nè nha, rồi tần ban qua đây nè, rồi tất cả nó dầu dập mình, rồi thử thách mình nếu mình mê tiền. Không có mê, mà mình làm để kiếm tiền sinh sống qua ngày, đạm bạc muối dưa, chứ mình có mê. Mình mê nó thì nó xa lầy, bị cái này. Nếu nữ thì bị mãi dâm, lầu xanh. Nếu nam về côn đồ, ăn cướp, ăn trộm, làm những chuyện mình đâu có mê.
không mê, thật sự là không mê. Thì mình làm kiếm tiền để ăn uống nhẹ nhàng, để tu tâm dưỡng tánh xuyên. Thì xin kính thưa tất cả bà con anh em của mình và trong tôn giáo Phật giáo ở Cái Bè, ở Bình Phú nha. Vì Phật, vì Thầy, vì tất cả quý vị mới đến ở đây. Quý vị mới là tiên Phật thiệt đó, thánh thần thiệt đó, chứ không phải mà bỏ rơi đâu. Tại mình làm không được. Mình đi học ai cũng muốn làm thầy giáo, ai cũng muốn đậu bác sĩ, kỹ sư hay này đi, nhưng mà không có học ngoan, không học bổng, không năng học thì làm sao để cái thành tựu được. Đó vậy đó. Bây giờ mình ở nhà thấy bệnh mày đau, mày đau kể mày chứ, thì đói ăn rau đau uống thuốc, đi bác sĩ về nằm để điều trị bệnh. Chứ đừng có nói tôi nằm tôi dưỡng bệnh, không có dưỡng mày nữa. Mày bệnh là trượt. Bệnh trượt, ác trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mệnh trượt. Ai hỏi tôi đang điều trị, điều đừng trị nó. Cái tư tưởng mình đừng có nghĩ bỏ qua đi. Thì là một biết bao nhiêu chuyện bệnh trong này. Tất cả quý đạo hỏi khỏe không, khỏe không có sao, thấy không? Đó, múa công múa riêu đó. Nhưng mà quý vị về rồi đó thì thầy đã bệnh. Bệnh đó, thấy chưa? Vì cái bệnh này đó, do nó mình quyết định phải bệnh để tránh đi những gì của cuộc đời khốn khổ này. Quý vị, anh em đồng đạo ở Cái Bè đã biết hết. Biết từ khi thầy đã xuất hiện đó ở tại thiền của Đức Cộng, ở tại dàm sông của Long Hải, cho đến bây giờ ở miền Tây, bây giờ về miền Đông đó, Bình Phú cũng biết hết, không có lạ lùng gì hết. Nhưng bây giờ á, mình gần gũi quá, nó có cái quen. Bây giờ đừng cứ nghĩ rằng mình tu đi, thầy đã khuyến mình, dặn mình, nhắc mình ráng cố gắng. Nếu mình còn một phút giây này mà không tu đó thì uổng lắm đó. Một chút cái làm vậy nè, rồi xong. Lên chiếc đò ly biệt có hẹn đi về đâu không? Nhưng bây giờ mình biết rằng con sẽ biết con về đâu. Nói thẳng, về đâu vậy? Con về Phật, về Tây Phương Cực Lạc. Vì hằng ngày, hằng giờ làm gì cũng nhớ Phật. Nhớ Phật, Phật ơi cứu con. Con bị trong cái dòng lưới của ma dương, con bị dòng lưới của vô minh, con quyết xé và tung ra, nhưng đi chưa có được. Phật hộ cho con, tiếp cho con có. Nam mô Phật lực quay, nam mô Phật lực hộ. Như vậy hằng ngày đừng bỏ Phật quý vị, để mình niệm A Di Đà đang xé tan cái màn đau khổ nhất mà nó đã buộc mình. Quý vị tưởng nhà lầu năm bảy, xe cộ, ruộng đất vườn quý hay sao nè, bỏ lại hết, chỉ sống một ngày sống không được nữa, bỏ lại hết. Mà xã hội đất nước nào, tổ quốc nào nó cũng y vậy. Nó cũng chiến đấu, nó cũng giành giật ngôi vua, ngôi trời, tổng thống, có phải không con? Còn người tu bây giờ đấy, mong có chùa. Hãy mà nắm được cái chùa tụ trì rồi thì ông đó là đạt tổng thống đó. Phải tầm thường đâu, có đúng không ạ? Còn người cư sĩ tại gia này, nhớ không? Đầu tắt, mặt tối, đi buôn bán, thức khuya, dậy sớm, ruộng nương cài cấy nè, đó, đồng phèn áo lũ, Bình Phú nè, đó, để kiếm ăn một miếng sống, cái đó có tội sao không? Nhưng đừng lừa, và đừng gạt người ta, mình bán một, tôi bán tôi phải lời, một tôi lời ba bốn lần. Nhưng mà quý vị có biết sao lời không? Cái công tôi bơ xuồng nè, công tôi trao qua đổ lợi nè, công tôi cực khổ mà để tôi chọn cái món hàng này để mà sức kho thì tôi rất là cực, tôi phải lời ba bốn. Chứ đừng nói tôi bán cho bà tôi không có lời. Không được nói dối. Lời phải nói lời, lỗ nói lỗ mà mình chả nói. Cô mua giùm, giúp giùm tôi, cảm ơn cô nhiều nha. Đó, tại sao cửa hàng này bán đắt, cửa hàng này bán ế, tráo đồ giả, ăn nói chuyện không đức hạnh, người ta không đến. Còn bây giờ ta đến, mình nói, mình làm như là mình không giả dối, nhưng mình nói thiệt, cho dịu mềm, cho mát mẻ. Thì khách sẽ quay lại giúp mình, rồi họ đã về mua. Họ lại gặp mình nói như rụng cả cua.
Sớm mai chiều cố hoành đừng hơn thua, làm gì bán ế quá tại mình đó, không tri không biết. Bán gắt nè, bán mắt nè, thấy không? Bán cọc cằn nè, thì làm sao được bình an. Sửa đi bớ bớ đạo tràng, hy sinh một chút thì bình an tôi nguyện. Nếu mình sửa tâm sửa tánh cho hiền, đó là đúng bậc thần tiến tại trần. Ráng tu tốt đi, có thánh có thần, đừng kêu đừng réo, họ cũng ở gần đổ thôi. Nếu ai bạc bèo như dôi trò, đừng buồn thám rồi thả trôi yên nhàn. Không sao đâu, họ giàu, họ có lụa, có ngọc, có vàng, còn mình được mạnh giỏi nha, cơ hàng lắc lư. Kiếm ăn tu niệm cho người, thật là mát mẻ vui tươi không lường. Nghe thì đi con, có khi nhiều nỗi đoạn trường, mình tu phải chịu thử thách nè, đặng bước qua mương bể sầu. Ngày nay thì bắt một nhịp cầu, đưa trò qua bể cho hầu thoát nguy. Ráng về lửng đạo nghị sĩ, coi mình sai thì mình sửa, đâu có gì mà lo. Phải cố gắng đó, mình là một chiếc đò đưa khách, ráng chặt chẽ ở bên trong để tách bến phàm trần. Ráng đi sống cho đỡ đời với lạc tân dân. Đây sắp tới không có cần gì mà nữa, sống khó lắm quý cô ơi, thấy không? Mình không có mưa tựa, nay bệnh mấy đau kìa, ai chọn lửa cho mình. Sống còn là bậc thơ sinh ra, làm việc thiện minh minh trong lòng. Nghe thì dạy, tu với vợ, tu với chồng, ở ăn cho chung thủy thì đảo đồng bình an. Không phải bỏ vợ con chồng mà đi đến thảo trang, hay về chùa rồi tích tịch tình tan một mình. Mình tu tốt đó, rất đẹp, rất xinh, có nghĩa, có tình, có ái, có ân, thì có cầu chư Phật cũng gần. Nghe đi lời chỉ bớ đạo nhân đạo nhà, tỉnh giấc mộng đi các bà các cô chú. Ma nó không có gì đâu mà sợ nó, rồi hú rồi la. Đứng đi niệm Phật Di Đà, bệnh tình mà cũng hết rồi, ma cũng rời. Nghe thầy đi con, để chèo bới qua biển, ráng mà lòng mình để cầu nguyện ở bên trong. Đừng có tu giả mang mà nói miệng long long, nói không có trong lòng mình te lanh. Mình làm người mà ai cũng muốn so muốn sánh hết á, nhưng sống được bao lâu hả mà mình không chịu lánh cho rồi. Lánh trần đi tục lỵ con ơi, tạo điều kiện mình ngồi lo thở niệm. Mất sắc thân biết đời nào ta kiếm, còn mất bạc dư tiền không hiếp nay mai. Vợ này sói đá trong gái, coi chừng mình nhầm đáp rồi ngày mai đau buồn. Tỉnh đi con, mình ở trong chuồng như thú vậy đó, thấy không? Có người khổ nghèo nè, oan ức la hú canh khuya, có ai mà lại sớt chia. Mình tu có Phật bên kia an nhàn. Nếu đau khổ đó, cái mình nhớ Phật đàn mình niệm, mà có bị ai trù ấy, mình kính liệm ở bên trong Di Đà lục tự năm lòng Quan Âm ta niệm, thì sạch trong chớ gì. Phải cố gắng tu đi con, đừng có sánh có bì, thời này đã muộn mà kể chi bớ trò. Về đi sống lưng chịu lo, già rồi
phải ráng rồi đó kiên trì, lúc nào cũng nhớ đạo Phật từ bi, nhớ lời thầy dặn thì chỉ quy y trong lòng. Mình tu đây đó, mình thương giống thương vọng, nhớ mà gặp thầy cho sớm thì não nồng cách xa, gặp hoài gặp mãi là ta, để cho lũ quỷ lũ ma đừng gần. Thầy ngồi đây chứ có thánh đó, rồi có thần, rồi có người hiền đạo, rồi người dân quá hiền. Ráng tu đi để mình nối lại thiên nhiên, ráng chỉ nguyện làm hiền thì việc giữ bay đi, tự rày sống gặp gian nguy, nhưng người người hiền đức Phật cũ đi an lành. Ráng đi con, Phật ra độ chúng sanh, độ những người không có dữ nè, không hôi tanh bãi bừa, độ người thức tỉnh xóm mi trưa, biết hồi biết hướng thì thầy đưa lên đò. Ráng đi con, một một cái chuyện trò với Phật. Ngày hôm nay chúng con đã tỉnh giấc say nồng, thì thầy nói đây sắp bão tố mưa phong, tới năm chuột đó ruộng đồng khô cháy hết. Chán đi con, từ đây đã chết, lượt thiêu quỳ trần rồi, rồi ốc hết con không. Về đi đừng nghĩ mình mong, sớm chiều mình hiếu thảo, thờ trong lòng mình, thờ cha mẹ trọn đức tin, hòa vui với chồng vợ, rồi không sinh ngang tàn, thuận thảo tu trên đàn vui quá xa. Còn nói chuyện ra với cao cả vô biên, có thần hộ độ mình yên, có hiền thần ông độ lên thuyền về quê. Ông trung trực đó, thấy chưa, ổng rất là chỉnh tề, hiểu vợ bà mẹ, cho nên ổng phải đây sát trận đó. Ngài nói đó, thà máu đổ không để đầu rơi, tâm ông cao cả tuyệt vời, biết không ông không nghĩ chuyện minh mông, một vì tổ quốc đất nước non sông của mình. Ráng cố gắng tu đi quý cô, quý bác, quý chị, thầy cầu xin buổi cùng mừng cuối, ráng nhìn nhận nhau, đừng để như đơn rã nghiệp từ tao, thầy còn quằn nặng không phải kim đau đâu. Trò khuyên giảng dạy để lo cho chúng, đâu có biểu chúng con phải dân cúng món quà Phật ở trong người, chứ Phật chẳng có xa, tạc tưởng cốt để thờ đà bảo chứng. Phật do ta đó, tùy thời cảm ứng, đắc đạo do mình, là mình làm xứng cả hai. Đừng tạo trăm đắng ngàn cay, về đi niệm Phật rồi nghĩ thở lai trăng tròn. Thầy chúc đạo, chúc bà con an lạc ở cái bè nè, Bình Phú này nhé, như Bồ Tát gần kề. Có bệnh tình không sao đâu, chịu thấp nế, ráng tu niệm lời thề đừng quên mất. Số kiếp ta dù phải mang tàn tật, tâm dạ vẫn lành cũng xíu bậc phàm thôi. Mình tu không chức không ngôi không chùa am, cột lớn thầy ngồi ở đâu. Ở rừng khổ nè, ở rừng sầu nè, buồn hiu quạnh, đêm nghe chim kêu ngày bên cạnh chó sủa gian. Rừng buồn mấy nhịp gian nan, thầy nhớ đồng đạo làm sao tình tan. Kiếm tầm tầm chân lý, tầm ở tâm của quý vị, sợ chúng con sẽ bị tù đày. Ở tù đâu vậy thầy? Ở tù nơi chốn trần ai, bị thiền bát nhốt hoài không có tha.
Điểm thanh tịnh giờ này đắc gia, thì dạy cho nghèo cao cá dương bao. Về đi niệm Phật chùi lao, chùi cho sạch thẻ thì mau ra thù. Đang cố gắng nghe không? Về đi sao ngao du nơi cửa Phật. Thầy ngồi ở đây xem quý vị như bậc thần tiên. Thương chúng con còn ở lại bờ thuyền, nơi sông biển còn nối liền như các chúng sanh đấu với thầy quá mở mắt. Họ xem thường rồi quỷ giấc mà lôi, đời tan khổ lắm con ơi, coi chừng không đạo đức phải trôi ra ngoài. Phải có đạo đức để ngày mai mình trình diễn, phải có hiếu trung rắn cầu nguyện mới còn. Đạo hiếu kia bổn phận làm con, đối cha mẹ phải cho tròn tròn đạo. Cha mẹ đó như trời cao lồng lộng, mình quên đi rồi mình tu niệm cho ai. Vậy nha, thì nguyện Phật Như Lai con cùng thầy niệm Phật để kề dài rồi về. Thấy chưa, về hết trơn đó. Có một mình thầy ở đây, thấy không? Đâu có phải không nhớ quê, rừng buồn đêm nọ mưa cận kề gian gian. Không sơn, không có rên thang, một mình thì cầu nguyện giải gian cho người. Nguyện cho chúng con đó, đạo hạnh đừng hư, có buồn cũng ráng nhận vui tư nghe trò. Có bị gì đi nữa đó, cũng chớ có lo. Đó làm chi, mình đâu có sống mãi trăm hay trăm tuổi, phải không? Mà mình dò làm chi. Chắp tay niệm Phật mau đi, đặng rồi nguyện Phật Phật ghi cho mình. Mình nói một câu đó, thấu tới thiên đình. Mà một mình niệm một tiếng Phật đó, thì Đức A Di Đà cầu sinh được rồi, rước về cực lạc con ơi. Chỉ một tiếng niệm đừng thả trôi bập bềnh, nhớ một câu niệm thôi, đức độ là nền. Giúp mấy người không quản ngại, cứ kề bên liền liền ráng đi con. Tâm trí cầu nguyện không có gì hơn Phật được đâu đó, hơn tiên đâu trò. Bệnh tình đừng có âu lo, nguyện cùng Đức Mẹ mẹ ban cho phép màu. Nguyện với Phật đó thì dù cho nghiệp cao sâu như núi, cái chướng ngại của mình đó, trong buổi nguy cơ, giờ đây nó ứng kịp, giờ nó đang đòi nợ trần ơi trả liền. Thôi ráng tu niệm đi quý cô, quý bác, anh em làm hiền. Nhìn người qua biển, đồ nhận người qua sông. Đừng có cãi họ nữa nghe không, mất công. Mình ráng cải sửa trong lòng mình đi, ráng cố gắng nè. Ở trong này có đủ hết đó, có Phật Pháp nè, có từ bi nè, có ao sen báo nè, có hồ thị nước vấn. Con ơi Phật đã kề gần tái, mình ngu muội rồi bỏ thân không màng. Ngày nay thì chỉ cho chúng con quay trở lại ngôi làng, trở về quê cũ bình an non tầng. Thấy chưa, sớm ở chốn dương trần, chiều về bị đỏ muôn phần không sai. Đêm thì chưa rạng cánh mai, con lên đò ly biệt rồi hỏi gái trai nào lường. Nó cái chết của mình đó là vô thường, mà mình không biết không thấy đường làm sao. Cứ ai cũng muốn tốt rồi tài cao rồi sang rồi giàu, của cải xa xê, một mai đau ốm rồi về. Bệnh kia nhận lánh nặng nề rên la. Thấy chưa, tiền chứ bạc xây nhà táo cưa
Nó là gươm, là ngọn lửa đó con, đốt thiêu đi sức mòn ơi mòn, tâm không được mình tròn lý đạo. Kệ sống lê ra gì đi, đặng mình ngay mình thảo, đặng con kiếm lại đạo trời, đặng kiếm ai giáo từ bi. Ngày tàn thầy dẫn con đi, tội gì thầy bệnh tật gian nguy, còn thề thương ba tánh, sợ đi về không có kịp. Mưa sắp rơi đó, bão sắp tiếp đây nè. Giờ năm heo, nó mổ, nó xe, nó mốc, nó bán, hay là nó hè, nó hùi. Đặng chia ra ăn đi trong bụi, để ngon lành rồi hỡi nhìn coi. Từ đây nó mốc, nó môi, nó trèo, nó bán, nó thúc còi, nó kêu. Thử niềm chuột đó, ít nhiều gì cũng ráng nhận. Lửa cháy lan đó, quý vị thấy mà hỏng chân đi. Mùa hè chưa tới vậy thì nắng kia hạn hết, còn chi bớ đời. Ai có phước đó, ở được nơi cái khung trời an lạc, được mưa ngâu nè, gió không tạt nè, gió không phóng. Còn ai có đạo đức, vợ chồng đồng tu thì được Phật cứu trong an nhàn. Đăng lửa thiện đó bớ đạo tràng. Con về tu niệm ra, đừng để dở dáng thì buồn. Mình tu lý đạo cho xuống, lúc nào cũng có triệu muôn trong lòng. Phải có thương giống, thương dòng, sớt chia chút ít đó, sự não nồng gái gó. Mình ngồi mình nắm bạc vào to, mình ngồi mình thấy được, mình không lo tu hành. Đang cố gắng đi, hãy tâm sanh thì tâm diệt. Cố tu hành, ngày ly biệt không hay. Thương những ai bị mái tạo tà tay, giờ phải chịu quỷ say ma kêu. Thôi, chúc đồng đạo nha, về tu cho khéo. Buổi cùng rồi, đừng tròn méo làm chi. Mình tu rạng mặt vậy thì, ngó nhìn đâu sợ từng khi mỏi mà. Con thấy không? Đó, ở đây nãy xuất hiện đó. Mình thấy rõ hết kia cả. Hồn mà linh rồi chính vé, chứ ma đà khéo lôi. Đến đây đâu có được trì ngồi, đâu cần gặp thầy để nghe một lời nói đó, để đắc bồi đạo nhân. Tay tính ma thì ma lại kề gần, mình đà tính quỷ thì quỷ hốt hồng ân của mình. Con thấy chưa? Thấy rõ nè. Thầy phân vân một tiếng. Ai bảo mình để sức hiện nơi đây? Tôn ti đức Phật đức thầy, ráng lo tu niệm để chứa đầy phước ân. Ngày hôm nay là ngày lễ của ông, tất cả các vị để về đây đó, để cung phụng thầy rất là đầu độ dây mang. Cảm ơn hết tất cả quý vị để chung cùng cùng thầy để chia sớt trong cái cuộc lễ cúng này. Quý vị có hiểu không? Phải ráng cố gắng nha, chứ thầy đâu có gì đâu nha. Vậy đó, thì thầy thờ thấy một vị anh hùng mà cô tệ, với lại đi xa không được rồi, già cả đó, mình không về được đền chánh được đâu con, thì mình đến đây để cúng cũng được, còn không đến đây ở nhà cũng được. Ông lập một cái bàn, lập một cái mâm, con cúng ông, cầu thỉnh ông, đảnh lễ ông, phò hộ cho đất nước được dạng thanh bình, phò hộ thì dân dân ba tánh được rồi. Thấy không cô? Nếu mà không lên chứ không phải dặn một qua năm lên nha, không có đâu, biết sống được mai mốt không qua năm. Sống được không? Khó sống phải không? Vậy đó. Ông muốn sống không đạo? Muốn không? Vậy hả? Muốn sống thì tự mình làm cho sống nha. Muốn chết thì tự mình làm cho chết. Có nhiều vị đó,
Bây giờ mảnh mai nha, tốt đẹp nha, đó, vàng vòng đeo, cùng tay chân đi đứng xe cầu, nhưng mà họ chết lần lần rồi. Họ chết từ trong ruột, chết ra, họ chết hết. Cái cây đó, nó bị sâu bọng ăn mà không biết. Thấy vậy ra nó chết rồi, chết cành, chết ngọn, cái nó héo trái luôn à. Đó không con? Đó như vậy đó. Thì quý vị nghĩ sao? Cô mình có đâu, cái cây này nó đòi hỏi gì? Phân, nước, đó, rồi đắp rác nước, cây rồi đó, đắp phân đất rồi lên, không sao đâu, ráng tu. Đáng tu nha, đừng xài sử dụng bùa ngải, bùa mê, đừng xài những cái gì mà áp đảo đó để bắt buộc người ta, bắt buộc dâu, bắt buộc rể, để thấy nó giàu quá cái bỏ bùa cho nó để cứu con mình, để gả con mình hay là này cái nọ, đừng, không xài cái quá chất cái nữa, mà để nó tự nhiên, nếu có duyên thì nó sẽ gặp với nhau, nó đã trả nợ như nào như thế vậy đó. Thì hôm nay các bè với Bình Phú cũng chút xíu rồi. Ăn uống rồi tạ lễ về ha. Các bè ngày mai về hay là bữa nay? Hả? Ngày mai về, nhưng mà hãy ngày mai đó thì các bè phải về trễ nha, vì buổi sáng mơ đó tụng kinh Địa Tạng 7 giờ là ông già của thầy đã mất. Ngày mai là đám giỗ của cha thầy. Bình Phú về đi. À, được rồi. Đó vậy chung cùng trái cây đồ cúng được rồi, không ở được đâu. Về đi. Đó như vậy đó, còn cá bè thì lúc nào cũng ở lại hết. Thì thầy cũng chúc lành quý vị nha. Còn Bình Phú chúng con ăn cơm nước rồi. Rồi cô giấy nguyện với ông Hiền Thần không? Ông không? Giấy nguyện. Chúc vô cái cửa này là mở cửa ra lại ông nha. Cho con xin lộc tài của ông hộ cho con. Mua bán, mừng ăn như sau. Hai vợ chồng lợi đốt nhang. Con có sai trật điều gì, ông thứ tha tội lỗi và ông hộ cho nhân dân ba tánh, hộ cho chúng con tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, điều lành đem lại, điều dữ đem ra. Hơi nữa có một vị mở cửa ha, cho quý vị này vô, chứ không có mở cửa mình cũng không dám vô đâu nha. Đó là cúng ông ở trong cái đền á, cái đền này nè. Cô Diệu Năm nó đừng để ngoài, ông đứng ta sợ lắm. Thôi để tâm thế Phật nha. Nếu còn thì tối nay quý vị vào tâm bảo để cúng. Thì bữa nay cũng 28 chứ không có gì đâu, ngày mai 29 nha. Rồi quý vị về vậy. Chúc lành, được dặn sự bình an. Rồi thầy xin sám hối. Từ sáng mơ tới bây giờ quý vị đã gặp thầy và đang cúng bên đó, có cái gì phiền não không? Có không? Đừng nha không. Thầy rầy đúng cũng sai đâu, nhưng mà ông á nóng lắm, nếu không nóng là ông sẽ giết hết rồi đó. Nhưng mà bắt mẹ ông rồi ông phải ra đầu hàng, đầu giặc mà để cho nó chém, chứ ông đâu có để chém nha. Mẹ hiếu với mẹ mà phải đưa cái đầu cho giặc, vừa chém ông đã hứng cái tài nha, máu rớt cái này đỏ hết, nhưng mà ông nó thà máu đổ không để đầu rơi nha. Cho nên nếu mà thầy cũng xin ông cho thầy bớt nóng nảy lại, như ông nói không được đâu. Trước trị gia sau ra trị quốc, Phật pháp bất dị thân, quân pháp bất dị tha. Không phải tha, trảm là trảm, nói là phải làm hành. Còn quý cô đại lòng từ bi, có thần có thánh mới có tiên có Phật, hiểu không? Nói như vậy đó. Thì hôm nay công cuộc cũng cúng ông rồi mãn, thì sự tụng kinh sao đem cái kế đó đọc. Đâu phải ông bắt buộc tất cả các vị đó xuống tụng kinh, hãy tụng kinh thì với cô lại đâu gì đâu. Nhưng mà đập đó là một cái cơ, đừng, không phải, không phải, không phải. Và tu theo thầy, tóc râu không cạo, miễn làm sao sửa đạo làm người. Đó, cho nên hôm nay với cô thấy ha, ba lần các cô này lên không phủi được, không phủi được. Thì bây giờ thầy phải để lại cái tóc này, đừng búi như cô. Cô hay vậy đó, bới một cục cứ cu đó, hồi xưa ta nói bới cục cứ cu nha, chứ phải đem ra lấy kéo mà hớt tầm bậy tầm ba được đó. Nói vậy đó. Thì dạ thưa thầy, có cái gì thay đổi không? Có. Dạ thầy, để cho con biết, tôi không bước chân tới cửa thiềm chùa nữa, không bước chân tới nữa. Cô biết rồi phải không? Không oán hận, không buồn phiền. Nhưng mình có chùa rồi, cái chùa nhà của mình à,
mình không bước chân đến chùa nó phiền phức, giờ gây thêm những cái nghiệp quả không đến, thì không đến không hợp, không hợp tác với tất cả các vị mà đầu cạo nữa. Và cuộc hành trình đó mai mốt đi thì cũng đừng có hở miệng đó, thầy ơi thầy thì thầy sao mà không cạo đầu, tại quý vị đó thầy mới cạo đầu đó. Hai sư cô người kia đó cạo đầu, thầy cũng có lỗi đó, để mà phủi tóc á, để mà đi tu đó. Nhưng bây giờ đâu có sao đâu, cạo cái tâm của mình nè, thấy không? Rồi không cạo, mình cạo cái đầu không ăn nhầm gì hết, phải vậy không? Người Việt Nam tóc búi lên nha. Đó, ngày Thượng Quốc Thượng Cổ sắp tới đây, nam nhi nhi chi chí, gái nam dương, không phí tiết trinh, để sống coi Phật Pháp hiện hình, vua với chúa đăng trình sức quá. Tới đây rồi quý vị sẽ thấy vui lắm. Nhưng mà qua cái chết này rồi đó, chết dịch, chết ôn, này, chết đủ thứ hết rồi, thì quý vị nghĩ như thế nào? Đó, rồi mình tạo ra đó, nó cháy hết trơn, nhất là lửa cháy, nước, thì quý vị sợ không? Đó, vậy đó. Rồi hôm nay thì lên cái gặp thầy hâm dọ, con về đi bán không được, không muốn làm gì, làm, cứ làm. Mình đi bán đồ ăn rau cải, mình đâu có bán mình đâu, sợ. Thấy không? Đừng để cho ra ngoài chợ cái họ muốn xài mình, họ muốn dùng tiền, họ muốn làm gì làm, chửi mắng mình, không có bán mình đâu, đi chỗ khác liền. Tôi bán rau, bán gà, bán vịt, bán rau cải tôi bán, chứ tôi không bán danh dự, tôi không bán cái uy tín của tôi nha chưa. Nè, bán cà phê riết mà rút lại nè nha. Cho phách làm phách cho nha. Vậy đó, cho thì mai mốt người ta cho lại, còn không cho mốt người ta học cho lại chứ có gì đâu. À, vậy đó, coi nhỏ vậy chứ đâu phải vậy, nhớ không? Vậy đó, chứ đừng có thấy sức tướng rồi nha, trời ơi ngon lành quá này kìa. Thầy cũng hơi nói vui vui trong này chút xíu thôi, xin cái chúc lành hết tất cả Phật tử anh em của mình nha, về mạnh giỏi nhớ không? Đó, phải cố gắng tu, tu tâm dưỡng tánh, phải làm cách nào nhớ không, đổi hết nha. Đó, để gặp các bậc tiền nhân, gặp thầy nhớ không?